Lô ghế Nadia, gỗ tầng bì hay còn gọi là gỗ áp, sơn màu quanh nách nhạt, bọc vải bố, đóng men mắc cáo nhựa, giao nhà hàng khách sạn ở Vĩnh Phúc. Lô này 8 cái. Này là đóng men mắc cáo nhựa, chân này là chân bọc ống đồng nguyên chất. Hàng này có sẵn tại xưởng, chỉ cần anh chị chọn màu sơn, màu vải hoặc là màu simili, bên xưởng sẽ làm theo cầu. Anh chị có thể ghé xưởng kiểm tra trực tiếp mẫu mã trước khi đặt hàng luôn ạ. Anh quay một vòng hơn, quay cận cảnh thêm lần nữa cho anh chị xem. Lô này rất là nhiều mẫu, mỗi mẫu là 8 đến 10 cái, một mẫu là 120 cái nhưng mà giao đi rồi. Mẫu này là mẫu cuối cùng. Đây, đây là bọc vải bố. Đây là mặt hiên. Còn như đây là mặt bên hông. Rồi, kính mời anh chị lên đơn nha.